Ok cho anh em à, hôm nay là gửi cho anh em lên một ít cần câu nha anh em à, cần câu cán quật thì giờ clip này mình sẽ lên với giá chẳng như thanh lý nha. Đây có cây cán quật 2m7 nè, 5m4 nè, 6m3. Bên đây sẽ là những cây cần câu carbon nha anh em. Đây có cây này là cây Navigato, thanh lý tầm khoảng 200 thôi, kế bên cũng 200 luôn, một cây Ryobi, một cây 3m3 và 3m9 nha. Bên đây sẽ là 2m4 hai đọt rồi cũng thanh lý luôn, 300 hay á. Rồi để mình lên cụ thể từng cây cho anh em xem. Sắp bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không clip sắp lên thì anh em cứ gửi về shop nha. Rồi cảm ơn anh em. Rồi ok đi gửi cho anh em cây số 1. Thì giờ cây số 1 như đã giới thiệu thì cây này một cây cán quật nha anh em. Cây cán quật này một cây cán quật 2m7 hàng đây qua. Đây, chất liệu liệu tiếp nha anh em. Đó. Có rèn chống nổ nè. Thì ốc của cây này sẽ là ốc số 7 nha anh em. Nó bằng với những cái cây móc lỗ mà anh em mua ngoài tiệm á. Đây, đây. Rèn số 7 nha. Đó. Nói chung thì cái này thì cán quật thì nó dạng nó xây xác ít thôi. Đó. Nhưng mà tổng thể thôi điều chỉnh nha. Cây này rút ra rất là thẳng nha anh em. Đó. Anh em về móc lỗ nè, hôm nay làm cán quật treo cái này treo cái kia cũng được. Rồi giá công khai cây số 1 giá sẽ là 200k nha nè, 200k số 1. Tiếp theo cây số 2 thì cây số 2 như đã giới thiệu thì đây là một cây đai hoa, thì đây một cây đai hoa 2m4 nha nè, 5m4 nha nè, một cây đai hoa 5m4 thôi là phôi nano carbon. Cây này 65m4 là dạng cứng nhất luôn nha nè, cứng nhất so với cán quật thì cây này là cứng nhất rồi. Đó, cây này cắt đúc ra rất là thẳng như này, thẳng và cứng, phôi là nano carbon sẵn nha. Cán quật thì nó vẫn có xây xác nè, nhưng mà bao cho anh em dập bể nha. Đầu lóng nó thì sẽ có cái ren kim loại nha, chống bể chống nổ. Đó, phôi sẵn rất là đẹp. Đây, đây, đầu lóng nào cũng có ren trên nè, cái ren kim loại. Gúp mấy cây này ra gúp thì rất là thẳng nha anh em, gúp là thẳng, rất là thẳng luôn. À. Cứng 80 rồi kìa, cứng 60 rồi, rất là cứng này. Thì cái này thì mình bán với giá thanh lý nha anh em, vì cái này nó không có cái đầu ren dặn cái dặn ngóc cho nè nó. Anh em về anh em độ chế đây nha. Đó. Cái ren này như là trên Shopee có bán. Đó. Thì tùy theo cái ren mà anh em dùng anh em cứ độ vô nha. Rồi giá công khai cây số 2 giá 400 nha nè, 400 cộng tiếp cây số 2. Đó. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 thì gửi cho anh em vẫn một cây cán quật nha. Thì cây này một cây 6m3 nha nè, cây 6m3. Đó. Cây này khá là nhẹ, cây này chỉ có 558g thôi, phôi vẫn là phôi carbon. Đó. Đây. Sẵn luôn nha nè, đầu lóng thì vẫn có chống nổ nha, chống nổ riêng kim loại. Nói chung là mấy cây cán quật dài thế này mà cứng thế này thì rất là hiếm nha. Đầu ống phèn chống nổ, cây này rút ra cũng rất là thẳng và cứng nha anh em. Anh em về làm cán quật không phải làm móc lỗ, cán quật thì mấy cây này thích hợp cho anh em nào câu gờn nha anh em, câu gờn câu kè lý tưởng lắm. Và cây này vẫn vậy nha anh em, cây này nó vẫn không có cái ren đầu. Đó, cái ren nhận cái ốc vô. Đây. Đây về anh em thích cái xe ren bao nhiêu thì anh em cứ đổ anh em lắp vào nha. Đó. Cái này 6m3 nha anh em. Rồi giá công khai số 3 giá là 450k cái số 3. Tiếp theo mã số 4, mã số 4 sẽ là hai cây. Cây này là một cây 3 khúc nha anh em, cây 3 khúc. Đây. Cây 3 khúc cán thì bay bá rồi. Đó. Cán 6 3 khúc 1m8 nha nè, 3 khúc 1m8, cây độ cứng nó ra tầm khoảng 10-15 nha nè, thích hợp cho anh em câu tôm câu trên bè trên thuyền nhé. Cây này một cây cần rút, cây cần rút này phôi nó vẫn là phôi phíp nha nè, phôi phíp. Đây rút ra thế này, phèn nó đây. Đó. Hai cây này dán bán giá dạng thanh lý về cho anh em nào câu tôm câu trên bè trên thuyền nha. Đây,
đọt nó khá là nảy nhanh này, nảy vào bún. Rồi mã số 4 hai cây, giá công khai là 150k nha nè, 150k một cây, đọt rất là nảy nhá. Vậy cho anh em câu tôm câu cá lặt vặt chơi nha anh em, hai cây giá 150k nha nè, một cây ba khúc, một cây cần rút. Cây cần rút này thì nó dài chỉ có một mét, dài 1m8 nha anh em, hai cây đều dài 1m8 hết nha. Rồi 150k hai cây. Tiếp theo cây số 3, cây số 3, cây số 4 chứ, cây số 4 mà. À, tiếp theo cây số 5, cây số 5 thì gửi cho anh em là một cây gần Olympic nè, đây Olympic nha, cản là cần mốt. Phen cây này vẫn là phen Fuji nha nè, phen Fuji đây, phen Fuji hết nha. Cây này cứng mừng, dài 2m4, hàng Olympic, hàng nội địa nha anh em. Cây này chất liệu là chất liệu phíp nha anh em, chất liệu phíp. Nói chung là phen phôi đều chuẩn chỉ hết nha, không lỗi nha, đẹp chuẩn chỉ hết và rất là ngon nha. Đây, đẹp chuẩn chỉ và ngon lành. Cây này về cho anh em câu lăng xê, câu ngâm nha anh em, câu dễ chị chơi. Thì cây số 5 này thì nó dài 2m4, nặng đọt của nó sẽ là 2.3 ly, độ cứng ra tầm khoảng 10-20 nhá. Và cây này giá thanh lý luôn, giá 200 nha anh em, 200, vì cái đít của nó sẽ bị nứt thế này nó, cái này đánh dán keo là nhanh nè, dặn ra không được đó. Về cho anh em câu chơi thôi, giá 200 cộng tiếp cây số 5. Tiếp theo cây số 6, cây số 6 lên cho anh em vẫn là một cây đai qua. Thì đây một cây đai qua chất liệu phíp nha nè, cái này phíp đỏ, bát của nó sẽ là bát Fuji FS6. Cây này sẽ là dài 2m7, cứng 15 đó, 15 2m7 đây, hàng nội địa nhé. Phen cần vẫn là phen Fuji cho nè, phen cần vẫn là phen Fuji, bu thì nguyên dinh hết, eo phen dinh hết. Cái này anh em về câu lăng xê, câu ngâm thì rất là đã nhé. Câu lật quật chơi ngon lành. Cây đai qua này thì dài 2m7, đọt 2.3 ly, độ cứng ra tầm khoảng 30-50. Rồi giá công khai cây số 6, giá vẫn vậy anh em, 200 cây số 6. Tiếp theo đây, qua đây sẽ là mấy cây cần ba khúc nha. Tiếp theo là cây số 7. Cây số 7 gửi cho anh em là một cây cần hàng hệ nha anh em, hàng hệ của tay qua đây. Đó. Carbon sáng ít nha anh em, sáng ít mà sáng ít đỏ luôn. Đó, đây. Phen là phen Fuji. Bát của cần sẽ là bát Fuji, bát tâm vàng, tem vàng nè, đó. Đây. Đọt là đọt tháp nha anh em. Carbon sáng ít đỏ. Thì cây này được dựng lại nha anh em, cây này khách gửi bán đây, cây này được dựng lại rồi đó, dựng lại phen lớn hơn nha anh em. Đó đây, đây nè, dựng lại phen lớn nha, phen này là phen hãng nha anh em, phen hãng xứ xa xứ nè anh em. Đó thôi thì cây này rất là chuẩn rồi. Đó, cây này anh em về câu ngâm, câu lăng xê thả nó ra luôn. Đó đây, có mấy cái phen chạy trên đây sẽ là phen xin nha anh em, phen xứ xám. Phần còn lại là dựng, được dựng lại phen lớn rồi, cho anh em ném dây xa nè. Đó thì cây số 7 này thì nó sẽ nặng là 277 gram, dài 2m7, đọt 2 ly, độ cứng ra tầm khoảng 50 nha. Cây này chuyên về cho anh em câu ngâm, câu lăng xê nha. Đó, phôi cái này thì rất là chuẩn nha, phôi sáng hết đỏ, hàng carbon vít cơ. Rồi giá công khai cây số 7 giá 400 thôi nha nè, 400k cộng xếp cây số 7 nha, đọt cũng khá ok, đọt cũng tương đối cứng nha, cứng ra tầm khoảng 50-80 được luôn. Phôi cực kỳ chuẩn. Tiếp theo cây số 8, cây số 8 vẫn là một cây cần được dựng lại cho anh em, đây dựng là phen hãng nha. Thì đây, phôi vẫn là phôi carbon, hàng này hàng hệ nha anh em, sẵn ít nha. Nói chung là cây này có xây sát rồi. Thì cái này cây cứng 50 và 33, hàng carbon vít cơ. Cái này anh em về anh em có thể câu ngâm, câu lăng xê nhé. Một cây dài 3m3, cứng 50. Hàng chuyên về cho anh em câu ngâm, câu lăng xê. Phôi cần sẽ là phôi sáng ít. Mấy cây này đánh rất là chắc tay nha nè. Cái này cũng được dựng là phen lớn rồi. Thì cái này nặng là 350g, dài 3m3, đọt 2.5 ly. Đó, về cho anh em câu lăng xê, câu ngâm chơi. Phen nó đây.
Rồi, giá công khai cây số 8, giá sẽ là 400 luôn nha nè, 400 cộng kích cây số 8. Đọt này cũng tương đối cứng nha nè. Đọt cũng tương đối cứng luôn. À. Về đánh ngâm câu lăn xe, câu cha, câu chép thì rất là đã. À. Rồi 400 cộng xếp cây số 8. À, tiếp theo cây số 9. Cây số 9 đây. À. Thì cây số 9 gửi cho anh em là một cây cần của hãng Nawiato nè. Đây, một cây Nawiato. Đây, hàng Nawiato này anh em có bạn nha. Đó là một cây hàng nội địa Nhật luôn. Đó, cây này cứng 5 mưng dài 3m3. Phôi cần sẽ là phôi carbon. Bát cần sẽ là bát Fuji. Phôi sắn đẹp nha anh em, gần gút nha. Đẹp nha. Rất là đẹp. Cây này thì phôi rất là chuẩn nha anh em. À, không lỗi. Phèn Fuji thứ xám nhé. Thì cây này bán giá thanh lý về cho anh em, thì cho anh em thợ làm nha anh em. Thì đây cây này bị mất một phèn này, hai phèn, ba phèn đó. Rồi cây này bị bắt ba cái phèn này nha anh em. Đó, mình bán hàng thì mình báo gõ cho anh em vậy. Nói chung là phôi đẹp xịn đó, ngoại hình mới nhưng mà bị mất ba cái phèn đó. Rồi giá công khai cây số 9, giá sẽ là 300 nha nè. Đó, 300 đó, thì mắc ba cái phèn đó thôi nha anh em. Đó, mắc ba phèn, giá còn 300 về cho anh em nào mà có phèn á, anh em thay vô. Đó, anh em thay vô hoặc anh em có thể đổ lên cần, lên phèn khác. Coi cây Nawiato này rất là xịn nha nè. Rồi giá 300 cây số 9. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 thì gửi cho anh em vẫn là một cây cần ba khúc nha nè. Ở cây ba khúc, cây này vẫn là một cây cần thanh lý luôn. Phôi cần vẫn là phôi carbon. Đó, cây này một cây hàng của hãng Ryobi. Đó, cây Ryobi. Cây này cứng 50 dài 3m9 nha nè. Cứng 50 dài 3m9. Phen là phen Fuji đỏ xám nè. Đó. Bu của nó sẽ là bullshit nha nè. Bullshit bu màu chày. Phôi cần này rất là đẹp. Đó. Bát là bát Fuji tam vàng. Đó. Cây này bán với giá thanh lý luôn, về cho anh em thợ làm lại nhé. Đây, cây này thì nó dạng bị mắc một phen này. Đó, đây bị mắc một phen này nha anh em. Nó cho về cho anh em thợ làm lại là ok. Chỉ thay một phen này vô thôi nha anh em. Thay một phen này vô anh em câu thả ra luôn. Coi cái này rất là chuẩn nha. Đó, coi chuẩn phen nó rất là dày nè. Đó. Rồi giá công khai cây số 10, giá 200 nha anh em. 200 cộng tiếp cây số 10. Tiếp theo cây mùa 1. Cây mùa 1 gửi cho anh em là một cây cần 2m4 2 đọt nha. Rồi, cây 2m4 2 đọt nè. Đó. Cây này phôi vẫn là phôi carbon nha anh em. Phôi là phôi carbon nè. Đó. Đây, carbon sẵn nha, 2 đọt nha. Bát là bát Fuji, phen là phen Fuji dạ quang nè. Đó. hai đọt ngày này sẽ là hai đọt cứng khác nhau nhé. Đó, mình bán cái này bán cũng thanh lý luôn. Cái 11 bu đây, bu dạ quang luôn nhé. Cái này một đọt cứng 50, một đọt cứng 80 nha anh em. Một đọt cứng 50, một đọt cứng 80. Và cái này về cho anh em thay phen nhé. Đây anh em chỉ có thay một cái phen đề ba cho này duy nhất này thôi. Đó là anh em câu thả ra luôn. Cái này hai đọt nhé. Chỉ thay một phen đó thôi nha anh em. Đó, mình nói kỹ lại. Nói chung thì mình bán hàng nào cây nào hư phen thay phen thì em bảo cố gắng báo kỹ cho anh em. 2m4 hai đọt. Thay một phen này. Giờ anh em có phen này anh em đi lại đi keo chỉ là phen này nhé. Rồi giá công khai cây 11 giá sẽ là, để xem cây 11 giá nhiêu. 300 nha anh em. Cây 11 giá 300 hai đọt. Tiếp theo cây 12. Thì cây 12 gửi cho anh em là một cây cần lai đọt nha nè. Cây này bị lai đọt. Thì đây một cây cần của hãng Alpha Taco, phôi sắn ít nè. Đó, đây. Nó lai cái đọt của hãng Shimano nha nè. Đây. Đọt Shimano. Thì cây này dài 2m4. Đó, dài 2m4. Alpha Taco lai đọt của Shimano, nhưng mà gắn vào nó vẫn khít nha nè. Gắn vào vẫn khít, vẫn câu bình thường nha.
Đó. Phen là phen Fuji, bu là bu xích màu chày. Đây, gắn vào thì nó vẫn khích, vẫn câu bình thường. Đó. Không nhúc nhích gì hết. Đó, anh em về không quan trọng thì anh em câu bình thường, nó vô tư. Nó trơn thì mình bán sau sẽ bảo anh em vậy. Cái này về bán với giá cũng thanh lý cho anh em luôn. Đó. Đây. Cái góc này cũng sẵn rất là đẹp nha nè, hàng Patako. Đọt là đọt của Shimano. Cây này cứng ra tầm khoảng 50-80 nha nè, nó sẽ cứng đều vô trong nha, nó cần rất là đã. Thì cây này mình bán với giá cho anh em sẽ là giá 350 nha nè, 350 về anh em câu thả ra nha. Đó. 350 cũng xếp cây số 12. Tiếp theo cây 13. Cây 13 vẫn là một cây về bán khoan nha nè, bán khoan, bán phôi gì đó về cho anh em độ chế nè. Cây 13 sẽ là một cây cần dạng nó độ là máy ngang nha em. Đây, bát máy ngang nè. Đó, bát là bát Fuji nhá. Phen là phen gon nha em, phen gon loại xám. Phôi là phôi carbon nè, đó. Cái này độ lên thành máy ngang nè, đó. Đây, đó, đây. Phen đây. Đó, phen Fuji nhá. Nguyên dạng phen gon. Bullshit. Đó. Nói chung này cây này mình không biết câu cái gì luôn. Đó. Rồi, bạn có giá dạng thanh lý về cho anh em độ chế lên nha. Đó. Thì cây số 13 này nó dài 2m7 nha anh em, dài 2m7 Pengon Batsi. Rồi, giá công khai cây số 13. Giá sẽ là 200 nha anh em, 200 cộng tiếp 13. Tiếp theo 14. 14 thì mình vẫn là bản thanh lý nha anh em. 14 là một cây cần của hãng Alpha Taco nè anh em. Đây, Alpha Taco. Đó. Thì cây Alpha Taco này, một cây Alpha Taco của Nhật nha nè, Mincepen nè, đó. Thì cái này là cây cần máy ngang, đó, một cây máy ngang. Đây. Phen của cần sẽ là phen Fuji loại xám nè. Đây. Phen Fuji loại xám nha nè. Ở trên đây thì chân đen, lỗi đen nha nè, dưới đây lỗi xám nha, đó. Buồn ở đây. Cái này bị hụt đọt một tí nha nè, cái này bị hụt đọt một tí đó. Nói chung thì cái này về cho anh em nào lấy phen cũng được đó. Lấy phen, lấy phôi thì anh em câu lật vật cũng được, ok. Phôi vẫn là phôi carbon đó, ngoại hình còn tương đối mới, ok. Hàng của Nhật đó. Thì cái này mình đo nó chỉ còn 2m65 thôi nha anh em, 2m65. Rồi, giá công khai cái 14, giá vẫn là 200 nha anh em, 200 cộng tiếp nha, cây máy ngang nha anh em. Tiếp theo cây cuối cùng, cây số 15. Cái 15 gửi cho em là cây cần dạng cắm gốc nè. Nó cắm gốc, không ra cắm gốc nè, cắm vô thế này. Đó, đây. Đó. Cây này về cho anh em câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nha anh em. Đó. Cây này chất liệu rồi, chất liệu phíp đỏ, đọt là đọt đặc satin. Phen là phen Fuji. Bát cần là bát Fuji. Đó. Bu chống trắng. Cây này về cho anh em câu bạo lực nhé, chỉnh về bạo lực luôn. Cây này độ cứng theo nếu mình test thì nó rơi tầm khoảng 100-80 như này, từ 80 đến 100 nè, trên cần nó có để. Cây này thì là chỉnh nội địa cho anh em luôn. Đó. Thì ở dưới đây nó sẽ có cái gốc máy chèo anh em mà mình làm mắt đây. Đó. Đó, đây, cái này về gắn vô thế này, về cho anh em câu dạng câu trên bè nha. Anh em thích thì anh em độ lại cái gốc mái chèo ở đây nha anh em. Đó. Cái này chiều dài hiện tại của nó là 1m5 nha anh em, dài 1m5, độ cứng ra tầm khoảng 80 đến 100. Rồi, giá công khai 15, giá 300 thôi nha anh em, 300 cộng ship cây 15. Rồi, đó tổng cộng 15 cây cần lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em mừng cây nào có thể chốt lên shop điện thoại, shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.